Em xin chào cả nhà. Dạ em xin chào cả nhà. Em chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà ơi, thì sáng hôm nay á, em cũng có đi vô chợ á, em mua được con khô cá mặn nè. Hôm nay về cái chân để mà mình ăn chung với dưa leo ha anh Sơn. Hôm nay anh em ăn khô cá mặn ha. Dạ khô cá mặn chân. Chân. Rồi mớp đó thì nấu canh với tép. Ừ. Hổm còn ít tép đủ nè em lấy ra nè. Với lại mua ít cà ăn hồi mình chiên ha. Ừ. Khô cá mặn này có gừng nữa hả? Dạ có gừng, gừng nữa anh dạ. Rồi giờ em mời cả nhà vô bếp cùng hai anh em của em nha. Rồi, làm ăn thôi. Giờ em cho tép vô cái em lột. Lột chút xíu nấu bên mớp nè, ngon ạ. Trời này nắng quá, phải có canh chịu mới nổi ha anh Sơn. Ừ, có tép này để vô chất ngọt lắm hả? Dạ, tép hôm bữa mình bắt bữa xe cống nè. Ừ. Mớp nó ngọt rồi thêm tép cái nó ngọt nữa, ngọt ngay luôn. Ừ. Bữa Hiền đi buổi tối hả? Dạ. Buổi tối nó xả cống rồi Hiền xuống quắt mới được mấy tôm nè. Dạ. Rồi, còn nào nấy không bự bự không á? Con này tôm lột. Mấy này tôm lột không à. Hiền lọc tép xong hả Hiền? Dạ. Vô cơm ha. Dạ. Anh đó vô cơm để em bắt lửa lên giùm cho anh ha. Rồi, Hiền bắt giùm anh đi Hiền. Dạ. Này để em nhúm lửa giùm cho anh luôn. Rồi. Giờ em lột tép cũng xong rồi, giờ em cắt mấy cây khô này ra cái hồi mình rửa sạch cái đem đi chưng. Sắp giờ cắt cây xong, giờ em đánh mấy cái dãy này ra cái mình rửa để cho ráo hồi mình đem đi chưng. Sớm giờ em mặn khô cá mặn cũng xong rồi, giờ em gọt cà với mớp. Mớp sớm giờ em gọt cũng xong rồi. Giờ em gọt mấy chiếc cà này hết luôn rồi. Cà dưa leo nè. Cà này em chút chiên làm nước mắm ngon hả anh Thì sao toàn là mà làm mấy món độc không à. Đơn giản nhưng mà ngon lắm. Lâu quá cậu không có ăn cà chiên cà nướng. Mình chiên đi, ngon hơn nướng.
chấm dợm gọt cà mớt cũng xong rồi. Giờ mình lột hành chốt đựng mình chưng khô luôn, nấu canh nào. Chấm dợm gọt cà mớt cũng xong rồi, giờ em cho vô thơm rửa luôn. Cái này giờ em rửa sơ trước, cái mình ngâm nước muối mình rửa lại cho nó sạch. Cái này cũng như rửa cho nó ra cái bụi, cái dơ nó dính, cho nó mềm nữa, mình dễ rửa thôi. Mà sớm giờ em cũng gọt mớp xong rồi nha. Giờ em đi hái thêm nấm rau diệu nữa, rồi mình nấu canh, nấu lộn chung ăn cho nó ngon. Cái này tháng này rau diệu nhiều lắm. Có rau diệu ăn nó mát. Cái này củ chính cũng hái hết mới nè. Có dấu bẻ. Thấy ít lá bình bát, nó canh lộn lộn cho nhiều loại rau ăn cho nó ngon. Đó, bình bát nếu bên kia nó có một vàng nữa. Đó, lá bình bát nè. Ừ. Sớm giờ em đi hái rau vô, em cũng lột củ hành với củ gừng rồi xong. Dẫn sắt ra luôn. Dẫn sắt gừng luôn. Sắt mỏng mỏng này nó hồi đấy nè. Ăn cho nó ngon. Mới để lá còn mới cái mình sắt cộng anh sư. Gừng thì gừng già ăn nó thơm nó ngon. Anh nói gừng càng già càng cay hả? Dạ. Để ít lát này nè. Ăn chúng nó sắp xong rồi, em cho vô dĩa, em xuống em ốp để mà em chưng luôn. Giờ tép á, nãy giờ em lọc cũng xong rồi. Bây giờ em cho vô đây muỗng đường, cho chút muỗng đường. Dặn thêm chút xíu bột ngọt. Cái này cái gốc hành đó, em đập dập rồi, em cũng cho vô luôn. Cho vô xong rồi, giờ em cho thêm miếng nước mắm nữa. Cái này mình ốp trước rồi mình nấu canh sau. Nãy em cho vô á, rồi hồi nãy em quên cho cái hạt nêm á, rồi em cũng mới cho hạt nêm vô xong rồi. Giờ em trộn lên để đây cho nó thấm đi. Chút xíu mình bắt nước lên cái mình phi nó cái mình nấu canh luôn. Mà sớm giờ á, em sắt cái gừng với củ hành xong rồi. Giờ em cho vô đây em hấp luôn. Chân chứ không phải hấp, nó lộn. Cho hết gừng vô luôn. Này thì tiêu với lại đường, bột ngọt em cho vô hết luôn. Cho xong rồi em cho thêm miếng tỏi phi nữa. Cho vô cho nó thơm. Cái này chút xíu cái mình đem đi hấp á, mình cho vô miếng nước. Rồi giờ để đem đi bắt lên em chưng luôn. Cơm sớm giờ anh chưng á, nấu để em coi. Chín này. Đúng rồi. Chín rồi anh ơi, em sơ cơm luôn. Rồi có gì mình nhắc xuống cái mình nấu canh rồi chiên cà đồ luôn ha. Rồi, lo anh nấu nồi cơm cũng có được ha. Rồi, ngon nè. Rồi giờ em nhắc xuống luôn. Nhắc nồi cơm xuống. Giờ em bắt cái son lên để mà em chưng mắm. Giờ em cho khô vô để mình chưng.
lên đây sẵn bếp trống, em bắt cái chảo lên em chiên cà luôn. Giờ em bắt cái chảo lên cũng nóng, giờ cho dầu vô em chiên cà luôn. Cho dầu nhiều nhiều, chiên cho nó ngon. Dầu á cũng nóng rồi, giờ em cho cà vô em chiên luôn. Cà nãy giờ em chiên đó, nó cũng vàng hai mặt rồi, giờ nó chín rồi, bây giờ em đắp cái dĩa đi. Cái cà này dễ chín. Giờ em bắt cái chảo lên, em cho miếng dầu xào tép cái nấu canh. Giờ em cho dầu vô cũng sôi, nãy em còn chừa lại miếng. Hành cũng vàng, giờ em cho tép vô. Cho vô cái mình xào lên. Tép đó, cho vô em xào cũng được, giờ em cho miếng nước vô. Giờ á nước á nãy giờ em cho vô cũng sôi rồi, giờ em cho rau vô. Cho mớp vô trước đi, mớp thì nó lâu hơn cái rau. Cho mớp vô trước, rau vô sau. Giờ cho mớp vô chút xíu, cái mớp chín khoảng 80%, cái mình cho cái rau vô cái là mình nhắc xuống được. Cái mắm á nãy giờ đó mình chưng cũng chín rồi, giờ để nhắc xuống luôn, nhắc xuống nhuận cơm ăn được hen chưng. Thơm quá thì thôi, đói bụng quá rồi. Nhắc cái tô nè. Hấp dẫn quá hiện ơi. Giờ mình bưng cái dĩa này trước đi, chứ mình hãy dẹp cái son sau đi. Để xong mình cho miếng tiêu cho thơm. Mà sớm vợ cả nhà, hai anh em á cũng nấu cơm canh rồi cũng chín rồi, vợ mời cả nhà dùng cơm với hai anh em của em, mời anh sang dùng cơm. Mẹ em á, bữa nay á thì mệt không có vô ăn cơm chung với hai anh em được, mong cả nhà thông cảm. Hiện cơm hiền. Dạ. Hôm nào mẹ khỏe thì mẹ vô ngồi chung với mấy anh em, còn mẹ mệt thì mẹ không có vô. Dạ mời cả nhà dùng cơm với hai anh em của em nha. Mắm này cho. Món gì món chứ mắm là không có bỏ, không bỏ được em. Nghe cái mùi mắm là chịu không nổi. Này không biết mặn lạc làm sao nữa này nha. Kệ đi. Này mình làm mình tự mình ăn mình khen luôn đi. Cùng với. Dạ mời cả nhà dùng món chưng với em nha. Với lại cà cà chiên của Hiền, chiên hấp dẫn quá, ngon quá, nhìn thấy hấp dẫn quá. Mời cả nhà dùng cơm, cái này làm như có hơi mắm này có rùi vậy. Ngon quá, cà chiên ngon, không bỏ hành. Cái cá này ngon quá, nó bủng vậy là mới ngon, mà con cá mà thật cứng mà nó không bủng là không ngon. Thử nha, thử thích. Vừa ăn luôn hả, nó không có mặn. Dạ, tại nãy em có nêm nếm mà.
này tại nhà không có chuối chát á, này có chuối chát nữa cặp ngon. Chuối chát vô cơm rồi luôn. Quá ngon. Để em canh gì? Dạ em chan mắm không? Anh muốn canh gì? Sớm hàng ngàn cũng ra vườn hái được mới rau tập tàn trộn trộn chung ăn đó. Tháng nữa chúng mình ăn canh nhiều mát. Cái này ăn mát không? Nắng quá chút nữa. Cà chiên xé mỡ hành thì ăn thử thì ngon. Cái này nước mắm nè, cái em nấu em làm sẵn nha, để một keo vô trong ngăn mát nha, để dành mình có ăn cái mình lấy ra mình ăn. Lâu lâu mình làm keo keo vậy ha, dạ. Để dự trữ vậy ha. Dạ. Để mỗi lần mình ăn cái mình đi làm nữa lâu lắm mất thời gian. Thế vậy chứ mà anh nấu rồi lên cái anh làm rồi anh để ở trong cái keo không, để ngăn mát anh ăn một tuần lễ không có sao chứ. Cầm ngọt quá mất luôn. Quà chén thứ hai thế này. Chén này ăn canh nè. Cao dịu. Mà sớm là hèn chỉ là cao dịu không? Không. Nó hai thứ cao dịu, một thứ xanh, một thứ tím. Nó cộng nó thường thường. Ừ. Nó cộng bình thường thì ăn nó ngon ha. Nếu mà rau gừng mà biết ăn ha là nó bổ nó mát chút này. Dạ. Ha. Nghe cái dĩa cà nâu này hồi hết quá. Ngon quá. Không là anh nói thiệt, nào anh thích là anh ăn dữ lắm á. Dạ, sử dụng tự nhiên còn chứ không phải hết nha. Món nào mà anh thích là nó ăn dữ lắm. Ngon. Cà này ta nói chứ một ký mà mua về rồi chiên hay nướng nhà em ăn hết. Ừ. Dễ ăn ha. Dạ. Canh cũng ngon, cà cũng ngon, giờ không biết đi ăn bên nào đây. Thôi ăn cà đi. Cà có mỡ hành nó thơm. Mắm nấu làm nó chèo kéo luôn. Tôi ăn nè, cả dưới còn nữa nha. Rồi. Hết rồi. Thì mình hết diễn đây thì ngon diễn hiền. Chứ đâu có gì đâu sợ. Ăn sao còn. Sớm mình cũng mua 5-6 miếng nữa. Sớm mình cũng thêm nhiều. Dạ. Cái này gãi trước cô có mặn nè. Ừ. Mặn chân và gò heo.
anh hái rau đủ thứ loại rau, anh luộc anh cắm ngon lắm. Mà tại mình đây mắc đi xuống chuồng đi hái rau nữa lâu đất rồi không ấy. Mà anh thấy anh nhiêu đây là đủ rồi. Đọc nhẫn lòng rồi hay lại này kia rồi vậy. Cái lộn xộn mẫn trái rau thứ thứ á, anh luộc anh cắm ngon lắm. Canh bữa nay ế rồi. Cũng ế rồi hả? Có canh này có cà rồi mình chấm rồi ăn cái với mắm mình hết ý luôn. Càng đơn giản gì càng ngon hay. Dạ. Dạ. Nếu mà có cá thì mình làm cái màu mắm đi. Dạ. Ha. Dạ. Mắm mình có mắm đi hả? Anh thèm mắm nữa phải không? Ừ. Nói chung là có mắm là dễ ăn nhất. Dạ. Em tính đâu anh không chịu ăn mắm mà, bởi em ít có làm. Có mắm là ai ngờ anh cũng thích mắm. Ừ. Giống như em. Anh thích mắm lắm. Nhưng mà đúng ra bữa cơm mà ăn cơm thì mọi nhiêu đây là anh ăn cũng ngon, cũng đủ á. Cà với cơm ngon quá. Nước mắm bạc kẹo chấm vô ngon. Thấy lâu quá cũng không ăn khô chân rồi. Mà mua con về mình chân mình ăn. Chứ giờ ăn biết là hết biết ăn cái gì. Ừ. Xong trắng miệng miếng cà chiên. Cái cà này ăn ngon thiệt nhưng mà thấy vậy chú Phong nhất. Nhất mình hả? Dạ. Nhất mình. Mày lâu lâu mình ăn lần lần nghe cũng không tao ha. Dạ. Ngọt chứ, có ít tép nhưng mà ngọt nha. Tép với lại mấy rau bột tàn cũng ra, ra nước ngọt. Dạ. Ngon anh thương anh. Anh đâu có mắc cỡ đâu Hiền. Anh ăn là tự nhiên thoải mái lắm. Anh không mắc cỡ. Trứng bụng đó nha. Thì thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ngay xem clip để ủng hộ cho hai anh em, và hai anh em ăn cơm cũng xong cả nhà. Và em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye.